du lượng hành nguyện an trụ nhất thiết pháp trung câu kinh văn này hàm nghĩa rất là sâu rộng hành chính là hành vi đời sống chủ này chúng ta chỉ tiết lược một số cương lĩnh tu học tiện lợi ngay trong cuộc sống thường ngày đem những hình vi sai lầm của chúng ta y theo những điều mục này để sửa đổi chúng ta nói qua tam phước lục hòa tam học lục độ sau cùng là mười nguyện phổ hiền khi tình tông học hội của chúng ta thành lập tuyển chọn năm khóa một này rất dễ ghi nhớ mỗi giờ mỗi phút đều y theo mười điều mục này để tu học phía trước đã nói qua mười nguyện tôi sẽ không giảng lại nữa trong năm khóa mục này bao gồm hành môn vô lượng vô biên của bồ tát học Phật Nếu như chúng ta Tu sửa Tư tưởng Hành vi Nếu xem thường việc này Vậy thì ở trong Phật Pháp Không luận Nỗ lực dụng công thế nào Để cầu giải Thậm chí Đến nói Pháp Có nói được Hoa trời rơi rụng Cũng không được việc gì lúc trước lão sư lý thường nói đáng sanh tử thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó cũng chính là nói với liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi không có liên quan cho nên không luận phật pháp tiểu thừa đại thừa từ đầu đến cuối đều chú trọng ở hành giải vẫn là phương tiện trước hành đó là chúng ta không thể không biết hành phía sau có nguyện cái chữ này rất quan trọng chúng ta thường xem thấy trên kinh luận nhất là chú sớ của cổ đức gọi là tương chất của hành nguyện Như đuôi cánh của chim Như hai bánh xe của xe Nói rõ Quan hệ của chúng nó Rất là quan trọng Rất là mật thiết Nguyện Dĩ đạo hành Nguyện là chỉ đạo lãnh đạo hành dĩ tiễn nguyện ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải thực tiễn cái nguyện của chúng ta ở trên kinh hoa nghiêm ngài thanh lương giảng về phát nguyện cho chúng ta trong nguyện quan trọng nhất là phải dùng tâm chân thành làm nền tảng của đại nguyện. Tất cả đại nguyện của Phật Bồ Tát ở trong nhân địa phát ra đều là nương theo tâm Bồ Đề. tâm bồ đề ngài thanh lương nói tương đối tường tận hữu tâm chi lễ hữu tâm chi tướng hữu tâm chi đức ngài phân ra ba phương diện này để nói tâm chi lễ chính là chúng ta thường nói ngay trong kinh luận đã nói trực tâm thâm tâm đại bi tâm đây là cái lễ của tâm pháp môn tịnh độ tục thường gọi pháp môn phương tiện trong đại thừa thế nhưng cũng phải nương vào tâm bồ đề ở trong quyển kinh này của chúng ta xem thấy ba bậc giảng sanh điều kiện giảng sanh luôn là phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm tám cái chữ này có thể thấy được phát tâm rất là quan trọng có rất nhiều vị đồng tu xem thường sự việc này cho rằng tôi niệm phật chỉ cần một lòng chuyên niệm thì được rồi đến sau cùng kỳ lâm chung vẫn cứ là bối rối chân tay không được thọ dụng nguyên nhân do đâu vậy kém khuyết tâm bồ đề tám chữ điều kiện giảng sanh bạn chỉ làm được có bốn chữ vẫn chưa đủ bạn chỉ làm được một lòng chuyên niệm thế nhưng không phát tâm Bồ Đề. Cho nên, vẫn cứ không thể giảng sanh, có thể thấy được phát tâm rất quan trọng. Thâm tâm trong phát tâm Bồ Đề chính là nguyện tâm. Hiếu thiện, hiếu đức. thông thường nói chư phật như lai tứ hoành thể nguyện phát ra ở nhân địa tứ hoành thể nguyện là nói chung đem tất cả chư phật như lai ở ngay trong nhân địa phát ra vô lượng đại nguyện đem nó quy nạp lại quy nạp đến sau cùng luôn không ngoài bốn điều này. Cho dù 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng có thể nói quy nạp ngay trong bốn nguyện này. Cho nên bốn nguyện này liền biến thành pháp môn đại thừa căn bản đại nguyện trong đó. Pháp nguyện nhất định tương ưng với nó. điều thứ nhất trong bốn nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ nhất định phải phát tâm nguyện độ chúng sanh. Vì sao phải phát nguyện độ chúng sanh? Vì trước đã nói qua với các gì? Bồ Tát Nếu như không độ chúng sanh Không giáo hóa chúng sanh Không giúp đỡ chúng sanh Tâm Bồ Đề của họ Không hiển lộ ra được Hay nói cách khác Tu học của chính họ Thì không thể Viên mãn được công đức Cái đạo lý này Tuyệt nhiên không khó hiểu người thế gian chúng ta thường nói giáo học tương trường sư chất đạo hợp thì giáo dạy học trò học trò cũng thường gợi mở thì giáo thì giáo do học trò chất vấn nghi tình hoặc giả là ngay trong cuộc sống thường ngày thầy giáo xem thấy thường hay cảm ngộ cái cảm ứng này giúp cho họ khai ngộ nếu không tiếp xúc học trò thì làm sao có thể thành công cho nên tánh đức viên mãn nhất định phải dựa vào tiếp xúc quần chúng rộng lớn mới có thể hiện khởi được viên mãn. Đó chính là thiền tài vì sao sau cùng phải trải 53 lần tham học chính cái đạo lý này. Nếu ngài không tham học, trí tuệ của ngài sẽ không thể viên mãn. Cho nên ở thế gian này bất cứ người nào bất cứ phương thức đời sống nào bất cứ nghề nghiệp nào ngài đều phải tham học ở ngay trong đó khởi phát trí tuệ đi trí tuệ của ngài đạt đến viên bản chân thật do đây có thể biết tu hành không phải nhốt ở trong nhà để tu nhốt ở trong nhà quyết định tu không thành cái điểm này các vị đồng tu cần phải biết nhốt ở trong nhà hưởng phước hưởng phước thì làm gì trí tuệ có thể sanh khởi được không có đạo lý này Chúng ta cũng từng nghe qua Nhà Phật Tại gia xuất gia Cư sĩ tại gia cũng có Bế quan Ở liều tranh Cấm túc Chúng ta cũng thường nghe nói Có những việc này thế nhưng không phải là việc của người mới học có thể làm đó là những người nào họ thông qua tham học hai trí viên mãn thành tựu hai loại trí tuệ này chính là căn bản trí hậu đắc trí họ đã được viên mãn hay nói cách khác tốt nghiệp rồi không còn nơi để tham học nữa vào lúc này phải nên phát nguyện giáo hóa chúng sanh thành tựu trí tuệ chính mình rồi thì phải dạy người đây là thường quy quy củ của chư phật như lai sau khi thành phật thì làm gì sau khi thành Phật Không phải không có việc làm Không phải ngồi ở trong miếu Để người ta cúng dường lễ bái Không phải làm như vậy Sau khi thành Phật Thì phải phổ độ chúng sanh Phải làm cái việc này Giáo hóa chúng sanh Phật Pháp là sư đạo Các vị phải biết Phật Pháp là sư đạo sư là rất tôn quý tôn sư trọng đạo vào thời xưa phật pháp cùng thế pháp giống nhau chỉ văn lai học vì văn giảng giáo thì giáo không thể nói tôi đến nhà của học trò ta đến dạy cho con không thể nói lời nói này làm gì có người cuồng vọng như vậy bạn có bao nhiêu bản lãnh bạn dám dạy người cho nên sau khi phật bồ tát thành phật cũng rất khiêm tốn không dám nói ta có học vấn ta có đức hạnh có thể làm thầy người không dám nói lời này thầy là người khác tung xưng họ chính mình quyết định không dám xưng thầy Người khác tung xưng họ Vậy thì phải làm sao? Chính mình thật đã thành tựu rồi Lại rất ngại không nói với người Người ta cũng không quen biết họ Làm sao chịu theo học với họ? Cho nên phải treo một cái bản hiệu Cái bản hiệu này chính là bế quan Ở trong núi Cấm túc cái ý này chính là tuyên bố với quần chúng rộng lớn trong xã hội. Trí tuệ, đức năng của tôi có được thành tựu rồi. Không cần phải tham học bên ngoài nữa. Các người, những người tham học đều có thể đến chỗ của tôi. Cái ý chính là như vậy. Cho nên bế quan là bởi vì không có pháp duyên không có người mời họ giảng kinh nên dùng cái phương pháp này dùng phương pháp này là chờ đợi pháp duyên cũng chính là đợi người khác đến thỉnh pháp một mặt chờ đợi một mặt chính mình tiến tu bách xích cần đầu cánh tấn nhất bộ ở nơi đó chờ đợi người thời xưa cầu học chúng ta phải thân cận thiện tri thức ai là thiện tri thức người tinh tuổi lớn danh vọng cao người hiện tại gọi là người danh tiếng rất cao chưa chắc là thiện tri thức những ai là thiện tri thức đến khắp nơi tìm xem ở nơi nào có người bế quan hay không lắng nghe có người bế quan người bế quan chính là thiện tri thức chân thật có thể đến nơi họ tham học đến để thịnh giáo nếu như bạn nêu ra những nghi vấn này họ không thể giải quyết cho bạn bạn có thể mở cái cửa bế quan của họ mời ra cùng đi tham học với ta bạn chưa đủ tư cách bế quan vẫn phải nên đi làm học trò bế quan chính là làm học trò đã viên mãn có thể làm thầy giáo cho nên sư đạo là rất tôn nghiêm Cần phải có người thịnh pháp Phật Bồ Tát mới xuất hiện giảng kinh đói Pháp. Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian. Ngày ở dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao sáng. Đó là thị hiện chứng quả cũng chính là thành tựu trí tuệ đức năng cứu cánh viên mãn sau khi thành tựu thì phải hoàn pháp lợi sanh không có người quen biết ngài không có người mời ngài ở trong tình trạng này vậy thì ngài phải vào niết bàn liền ở nơi đó tọa hóa thực tế mà nói thật đáng tiếc phật đến thế gian thật không dễ dàng nhân gian không có người quen biết ngài vẫn tốt thiên nhân có thần thông họ biết được cho nên họ liền giáng hạ xuống thế gian này vì thế nhân chúng ta thỉnh pháp Thiên nhân ở đâu vậy? Tịnh cư thiên nhân. Tịnh cư thiên là tứ thiền ngũ bất hoàng thiên. Chẳng lạ, họ đều là người tu hành. Họ không phải là người thông thường. Ở thế gian này của chúng ta, phàm thánh đồng cư, số lượng nhiều nhất có ba nơi thế gian này của chúng ta là một nơi phạm thánh đồng cư độ có có rất nhiều nơi sơn minh thủy tú chúng ta xem thấy sông núi có linh khí người thế gian thông thường nói phong thủy rất tốt vì sao có linh khí vì sao phong thủy tốt như vậy xin nói với các vị có chư phật bồ tát có a la hán tu hành ở nơi đó cho nên phong thủy mới tốt cái đạo lý này ngày nay chúng ta hiểu rõ cảnh tùy tâm chuyển ở nơi đó Có Bồ Tát, có A-la-hán Tâm của họ thanh tịnh, chân thành, từ bi Tràn đầy trí tuệ, đức năng Họ ở ngay nơi đó Hoàn cảnh ở nơi đó liền chuyện tốt Y báo tùy theo chánh báo chuyển Ở nơi đây không có Phật Bồ Tát Không có người chân chính tu hành Thì phong thủy đó làm sao chuyện tốt được vào thời xưa có một số người không rõ cái đạo lý này xem thấy xây dựng đạo tràng chùa miếu ở đại lục trung quốc đều là ở nơi phong thủy rất tốt ở nơi đó xây đạo tràng điều thấy được người xuất gia vẫn thật còn có một điều Còn có điều gì? Biết xem phong thủy Điều chọn ở một nơi phong thủy rất tốt Xây dựng chùa miếu xây dựng đạo tràng Kỳ thật sai rồi Người xuất gia làm gì có chuyện đi xem phong thủy Người xuất gia vừa ở nơi đó Ở được vài năm Phong thủy ở nơi đó xấu Cũng biến thành tốt Đó chính là Đạo lý cảnh tùy tâm chuyển Phạm phu Là tâm tùy cảnh chuyển Vì thì khổ vốn dĩ phong thủy này Không tệ Phạm phu đến ở nơi đó Ngày ngày sanh phiền não Ngày ngày khởi dòng tưởng Ở đó hai ba năm Phong thủy tốt cũng biến thành phong thủy xấu Các vị đều hiểu được cái đạo lý này không cần phải mời người xem phong thủy tốn những món tiền quan uổng đều bị người gạt lấy đi chính mình có bản lĩnh chuyển phong thủy đó là chính xác phải dựa vào thầy địa lý đổi phong thủy cho bạn không có cái đạo lý này họ phải biết đổi vì sao họ không tự đổi phong thủy cho chính họ ngay chính họ cũng không tự thay đổi còn nói giúp bạn đổi bạn có thể tin tưởng họ không cho nên người học phật nhất định phải hiểu rõ đạo lý này không nên bị người khác lừa gạt không nên bị người dụ cho nên nhất định phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Nguyện tâm phải lớn Phải lấy tâm Bồ Đề để nương theo Trong tâm Bồ Đề Không có vọng tưởng Phân biệt chấp trước Cho nên tâm Bồ Đề Tương ưng với hư không Pháp giới Bạn xem cái tâm lượng này bao lớn đó là chân tâm tâm của chúng ta vốn dĩ chính là lớn như vậy mỗi niệm vì chúng sanh không vì chính mình chúng sanh chính là chính mình vậy thì đúng hoàn toàn chính xác tương ưng với chân tướng sự thật cái đạo lý này chúng ta ở nơi đây trong lúc giảng giải thường hay nói tận hư không khắp pháp giới đích thực là một thể chính mình ngày nay thế giới này phân tranh rất nghiêm trọng. Ai cũng đều biết có cái kết quả này là do bất thiện. Thế nhưng ai cũng đều không chịu buông bỏ cái tranh chấp của họ. Trước cuộc, vấn đề là do đâu? chính ngay tâm lượng quá nhỏ chỉ xem thấy lợi ích của chính mình không hề xem thấy lợi ích của người khác cho nên làm một số việc tổn người mà không lợi mình người thế gian thường nói tổn người lợi mình lời nói này nói sai rồi không hợp đạo lý tổn người nhất định không lợi mình lợi người mới là chân thật lợi mình hại người thì làm gì có chuyện lợi mình xưa nay trong và ngoài nước không có đạo lý này Cho nên đây chính là tư tưởng sai lầm Mê muội của tâm lý Mê hoặc điên đảo Tư tưởng kiến giải lời nói việc làm của họ Hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật Đó gọi là phàm phu phật bồ tát tư tưởng lời nói việc làm của các ngài hoàn toàn trái ngược với phạm phu chúng ta việc này đáng được chúng ta tham khảo đáng được chúng ta nghiên cứu Chư Phật Bồ Tát Các ngài dùng là chân tâm Trên Kinh Đại Thừa thường nói Chân tâm lìa niệm Cái ý niệm này Là vọng niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong chân tâm không có Lìa khỏi Dòng tượng phân biệt chấp trước Cái chân tâm này liền gọi là Chánh niệm Chánh tâm Chánh niệm Chân như Chân như Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Hoàn toàn tương ưng Đó là chân tâm hiện lộ nó không có chút ô nhiễm không có chút mê mờ hiển lộ ra trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng giáo hóa chúng sanh chúng sanh cũng phải có phước cũng phải có huệ Mới có thể thân cận Phật Đà Nếu như Phước huệ không đủ Luôn luôn là cơ hội Lỡ qua trước mắt Thời kỳ mạt Pháp cũng không ngoại lệ ngày nay chúng ta có thể có duyên đọc được di giáo của phật hơn nữa đọc được bản gốc tinh hoa nhất cái duyên này rất sâu chúng ta tiếp xúc được có thể sanh tâm hoan hỷ có thể tin có thể nguyện có thể hành đó chính là trên kinh di đà đã nói không được thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia chúng ta hiển thị ra vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp đã tu thiền căn phước đức nhân duyên của vô lượng vô biên kiếp hiện tại chín mùi chúng ta có thể gặp được cái nhân duyên thù thắng này không phải là việc dễ hiểu rõ rồi mới biết trân trọng mới biết là đáng quý một đạo tràng thành tựu nhất định được sự hộ niệm gia trì của tất cả chư phật như lai thiên long thiện thần bảo hộ hiệp trợ cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn mới có thể hình thành tôi học Phật hơn 40 năm rồi ở trên đài giảng kinh năm nay là 39 năm Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhiều khu vực. Pháp duyên Phật Pháp thù thắng không hề vượt qua nơi đây. Nơi này Pháp duyên thù thắng. Nói rõ nơi này chúng sanh khu vực này Thiền căn phước đức nhân duyên chín mùi nếu như không phải chúng sanh khu vực này nhân duyên chín mùi thì không thể có được cảm ứng này vì sao phật bồ tát lại chọn lựa nơi này để xây đạo tràng nhân duyên vô lượng nhân duyên không phải là phàm phu tiểu thừa có thể đoán biết mà cảm ứng ở nơi đây đặc biệt là ba bốn năm gần đây nhất cho chúng ta cảm xúc rất rõ ràng người tâm địa có chút thanh tịnh đầu óc rõ ràng gần như đều thấy được cái cảm ứng này chân thật không thể nghĩ bàn đương nhiên ở nơi đây được nhờ vào sự lãnh đạo hộ trì của cư sĩ lý mộc nguyên mà cư sĩ Lý lãnh đạo hộ trì ở nơi đây là được tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì. Không phải là ngẫu nhiên ở khu vực nào, ở đạo tràng nào người lãnh đạo đều muốn làm. Vì sao cũng được Phật Bồ Tát gia trì? Ông được Phật gia trì đã chứng minh cho chúng ta mười năm trước ông bị bệnh ung thư nghiêm trọng hết cứu rồi ông cũng không đi bác sĩ cũng không uống thuốc một lòng niệm phật đợi a di đà phật đến tiếp dẫn A Di Đà Phật không tiếp dẫn ông đến thế giới cực lạc. Cho ông một nhiệm vụ, cho ông một sứ mạng. Ở nơi đi xây dựng đạo tràng chánh pháp. Tiếp dẫn chúng sanh căn tánh chính mùi. Cái gì gọi là chính mùi ở ngay trong một đời này đáng phải đến thế giới cực lạc để làm Phật. Tiếp dẫn loại chúng sanh này ông có sứ mạng đó là chúng ta chính mắt xem thấy chúng ta có thể không tin tưởng hay sao duyên của kinh vô lượng thọ không thể nghĩ bạn cả đời tôi giảng kinh không hề rời khỏi giảng đài giảng bất cứ kinh luận nào. Cái pháp duyên đó đều không bằng giảng kinh vô lượng thọ duyên của quyển kinh này thù thắng. Chính tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Giảng các kinh điển khác, thính chúng, có được hai ba trăm người thì không tệ rồi. Giảng bộ kinh này, Tôi thường xem thấy ngồi đầy chỗ Còn có người nói với tôi Ngài chưa xem thấy lầu bốn cũng ngồi đầy chật Đi không phải là tôi biết giảng Tôi mỗi một bộ kinh Chính tôi đều có thể giảng qua được thông Vì sao giảng kinh khác không có người nghe giảng kinh này Thì tính chúng nhiều đến như vậy Kinh vô lượng thọ có rất nhiều quyển dạng quyển khác thì thính chúng không nhiều dạng quyển này thì thính chúng đặc biệt nhiều đi không phải là chứng minh tường tận cho chúng ta sao chúng ta lựa chọn pháp môn này chọn được quyển sách này chọn đúng rồi tất cả chư phật hoan hỷ long thiên thiện thần ở bên cạnh cổ vũ để chúng ta chân thật đoạn nghi sanh tính, không xen tạp, không gián đoạn, nghi trong một đời này quyết định thành tựu cư sĩ lý phát đại tâm, chúng ta cùng nhau thương lượng ông lần này vì kinh hoa nghiêm và kinh vô lượng thọ đã xây hai tòa tháp đồng các vị đều xem thấy hai tòa tháp này vào hiện tại là bậc nhất trên toàn thế giới không nơi nào cao hơn nơi đây không hề to hơn nơi đây ông đặt cho nó cái tên là hoa nghiêm sông tháp vì để kỷ niệm giảng hai bộ kinh lớn này trên thực tế ý nghĩa này rất sâu không chỉ có một chút ý nghĩa này hai bảo tháp này là bảo tháp kim cang trấn định nền tảng cái đạo tràng này kiên cố giống như trên kinh hoa nghiêm nói đất này là kim can thành tựu chánh pháp được kiến lập ngay nơi đây chúng ta có một cái nguyện báo đáp cư sĩ mộc nguyên cũng báo đáp chúng sanh khu vực này duyên đã chín mùi cái nguyện này là gì cái giảng đường này giảng kinh một năm ba trăm sáu mươi ngày mỗi ngày đều giảng không thể có một ngày gián đoạn ngày rằm ba mươi chúng ta cũng giảng ngày mùng một tết cũng giảng luôn cũng như nhà ăn ở lầu dưới lầu cơm chay miễn phí họ tặng cơm chay nghe nói năm trước một năm nghỉ một ngày ngày mùng một, một tết không phục vụ hiện tại nghe nói ngày mùng một, một tết cũng phục vụ luôn vậy mới viên mãn chứ ngày nay đi khắp nơi trên thế giới có đạo tràng nào một năm 360 ngày mỗi ngày đều giảng kinh không hề nghe nói qua cũng giống như hai tòa tháp này vậy là thứ nhất trên thế giới tháp là thứ nhất thế giới đạo tràng chúng ta giảng kinh thứ nhất thế giới ngoài ra còn một niệm phật đường niệm phật đường ở lầu ba một ngày 24 giờ không gián đoạn. Một năm 360 ngày không gián đoạn. Đó cũng là thứ nhất thế giới. Cái đạo tràng này giải hành điều tiến giải hành tương ứng. Hai cái tháp này là tháp giải hành. Đều là thứ nhất thế giới. trong niệm Phật đường khích lệ các đồng tu đến niệm Phật mỗi lúc. Chúng ta giảng bộ kinh này chính là khuyên mọi người niệm Phật. Niệm như thế nào vậy? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta một nguyên tắc gồm nhiếp sáu căn tình niệm tương tục tịnh là không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục là không gián đoạn. Niệm Phật như vậy, mọi người nghe nói rồi, ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không làm được. Thực tế mà nói, không phải không làm được, Ý nghĩa của tương tục rất nhiều. Thí dụ nói, bạn hành trì thời khóa sớm tối. Mỗi ngày thời khóa sớm tối không cần làm nhiều. 10 phút. Thời khóa sớm tối mỗi ngày đều không thiếu. Cũng gọi là tương tục. Bạn ở trong 10 phút này, bạn không có hoài nghi, không có xen tạp, tiếp đối từng câu từng câu, tương tục. Mỗi ngày đều niệm được 10 phút, mỗi ngày tương tục, thì đúng rồi. Nếu như thực tế người rất bận, tôi cũng dạy qua các đồng tu. Công việc của bạn rất bận, thời gian hành trì sớm tối đều không có. Trên kinh Phật dạy cho chúng ta, bạn có thể ở ngay trong một năm, ngay trong một tháng, bạn có một số ngày nghỉ bạn đem thời gian nghỉ đó niệm Phật Một năm luôn có một kỳ nghỉ tương đối dài một chút Thì dụ đói bạn có được 10 ngày nghỉ dài Ngay trong một năm có được 10 ngày nghỉ Năm ngày bạn xử lý những công việc cá nhân bạn Còn lại năm ngày bạn đến nơi đây để niệm Phật Mỗi năm đều đến niệm năm ngày Cũng là tịnh niệm tương tục Mỗi năm đều không gián đoạn Mỗi năm đều niệm năm ngày có thể thấy được những gì Phật nói đều là nói nguyên lý, nguyên tắc, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Mọi người đều có thể làm được. Nếu như có rảnh một tháng, có được một kỳ nghỉ, ta mỗi một tháng đến niệm Phật một ngày, hai ngày. Nơi đây cũng như là đạo tràng Phật thất suốt năm. Chúng ta đem phương quy của Đại sư Ấn Quang ở núi Linh Nghiêm thực tiện ở nơi đây cư sĩ lý còn phát đại tâm hy vọng tương lai ở bên cạnh đây xây dựng một thôn di đà cúng dường người niệm phật bạn đến nơi đây tứ sự cúng dường của bạn cơm áo ngủ nghỉ thấy đều do nơi đây phụ trách bạn không cần mang đến bất cứ thứ gì bàn buông bỏ tất cả thân tâm thế giới đến nơi đây ngày ngày nghe kinh ngày ngày niệm phật không phải ông xây dựng dưỡng lão mà là xây làng di đà cúng dường chân thật phát tâm niệm phật muốn cầu sanh thế giới cực lạc nếu người muốn đến thế giới tây phương cực lạc để làm phật ông cúng dường phước báo này quá lớn ông cúng dường phật không phải ông cúng nhiều người khác. Cho nên khi đến làng Di Đà này, đến ở là một vị Phật sống. Quyết định giảng sanh bất thoái thành Phật, chỉ thì còn gì bằng. Cho nên cái đạo trạc này nhất định phát triển đến giải hành tương ưng. Hai cái tháp này đặt ở nơi đây, ý nghĩa rất là sâu xa. là chư phật như lai an định tính tâm của chúng ta xem thấy hoàn cảnh này tính tâm của chúng ta liền đầy đủ nhất định không bị dao động cho nên nhất định phải phát đại nguyện phổ độ chúng sanh phổ độ chúng sanh nhất định phải độ mình trước chính mình đều không thể được độ quyết định không thể độ được người khác thế nhưng có lẽ các đồng tu xem thấy trong kinh phật thường nói chính mình chưa độ trước độ người khác phát tâm của bồ tát các vị cũng có nghe qua bạn có hiểu hay không đó là bồ tát bạn có phải Bồ Tát không? Bạn không phải Bồ Tát thì không được. Người ta là chính mình chưa độ, chính mình chưa thành Phật. Thế nhưng thành Bồ Tát rồi. Thành Bồ Tát rồi. Ta chậm thành Phật một chút cũng không sao. Ta đội chúng sanh trước. Họ có năng lực, có bản lãnh. Dám nói câu nói này. Ngày nay chúng ta là Phạm phu. Không dám nói câu nói này. Chúng ta nhất định phải độ chính mình trước. Nếu không độ chính mình trước và độ người khác Chính mình vẫn đọa ba đường Đọa địa ngục vì không đáng lo sao Chính ta thành Bồ Tát rồi Không cần lo Vậy thì chúng ta Chính mình có thể không cần gấp thành Phật Chỗ đó nói được độ chính là thành Phật Giống như Bồ Tát địa tạng vậy Học trò của Bồ Tát địa tạng Chính là những người tiếp nhận giáo hóa của bồ tát địa tạng số người thành phật không biết có đến bao nhiêu bồ tát ngày hiện tại vẫn là bồ tát ngài có thể nói chính mình chưa độ trước độ người khác bồ tát phát tâm ngài là bồ tát lời này bồ tát địa tạng nói thì không còn lời gì để nói thật là không hổ chúng ta nghe nói phải nghe cho rõ ràng đó là bồ tát không phải phạm phu chúng ta quyết định phải độ chính mình trước trước độ chính mình chính là quyết định phải cầu sanh thế giới tây phương cực lạc nếu như có được cái phước báo lớn này cái phước báo này xin nói với các vị nhân duyên hy hữu vô lượng kiếp Người nào ngay trong một đời này Không cần nói nhiều Một năm, hai năm tốt rồi Một năm, hai năm không làm việc gì Ngày ngày nghe, nghe kinh Ngày ngày niệm Phật Vì còn gì bằng Giải hành tương ưng làm gì đạo nghiệp không thành tựu đó là thế gian không cần nói là nhân thế trong ba cõi người có phước báo lớn đến như vậy cũng hy hữu cũng không dễ dàng chưa độ chúng sanh phải thành tựu chính mình thành tựu chính mình thứ nhất phải đoạn phiền não phải trừ tập khí phiền não ngoại duyên khó khăn nhất không dễ gì dẹp bỏ đời sống thực tế của chúng ta ăn mặc đi đứng Phước báo của chúng ta không lớn, mỗi một ngày vì những việc thế tục này mà buôn ba lo buồn, tâm không thể định lại. Đó là sự thật khách quan, ai cũng không tránh khỏi người có tiền, có thế lực, có địa vị, thành thật mà nói, những tiền của địa vị quyền thế đều rất nguy hiểm, rất tan nhạt, rất dễ mất đi. Sau khi mất đi, bạn lại phải làm sao? Cho nên không có một người nào không luận giàu nghèo sang hèn đời sống đều tràn đầy âu lo phiền não rất muốn tâm của chính mình định lại để cố gắng dùng công tu hành mà cũng không có được cái duyên phận không có cái phước phần này hay nói cách khác tập khí nghiệp chứng quá nặng do đó phật dạy chúng ta đoạn phiền não phát đại tâm là quan trọng chỉ cần chịu phát đại tâm chịu đoạn phiền não phiền não chưa đoạn không hề gì có tâm phải đoạn có cái quyết tâm này có cái thành ý này liền được chư Phật Bồ Tát hộ niệm liền được chư Phật Bồ Tát hộ trì đến giúp đỡ bạn đó là cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn đoạn phiền não để tâm chính mình được thanh tịnh thành tựu đức hạnh của chính mình giáo học của Phật Pháp Cùng quan niệm Của nhà nho Có thể nói Không hẹn mà gặp Khổng lão phu tử Trung Quốc Giáo học của khổng phu tử Ngài Dạy học trò Bốn quá trình bốn khóa. Khóa thứ nhất chính là đức hạnh. Giáo học của Phật Pháp. Khóa thứ nhất, đoạn phiền não. Ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Khóa thứ hai, trong Tứ Hoàng Thị Nguyện, câu sau cùng lại có học Pháp Môn. đó là đạo lý nhất định nếu như không đoạn phiền não học pháp môn pháp môn nhất định không thể thành tựu việc này chúng ta phải nên biết phiền não bạn không đoạn học tất cả pháp môn sau cùng được kết quả gì tăng thêm tà kiến không phải tăng thêm trí tuệ Đêm cái bạn đã tu học Toàn bộ đều biến thành tà tri tà kiến Ai đem nó biến thành tà tri tà kiến vậy? Phiền não Tham sân si mạng Cho nên phải thành tựu trí tuệ chân thật Nhất định phải đoạn phiền não trước Phiền não đoạn hết rồi Trong Phật Pháp nói bạn mới là một pháp khí thí dụ như một món đồ bạn là hoàn chỉnh không có chút hư tổn nào bạn có năng lực tiếp nhận đại pháp của như lai cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm